Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Thì sau hơn một tháng rưỡi về Việt Nam thì hôm nay An trở lại với cái kênh YouTube An Lê USA này của An để mà chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú những cái thông tin về cuộc sống Mỹ, về thuế nè, về những cái chương trình bảo hiểm Medicare, Medicaid, Medicaid hay là Obamacare, hay là những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ Life Insurance để giúp mình bảo vệ tài chính của bản thân của mình, cũng như là khi mà mình bị bệnh thì công ty bảo hiểm nó cũng trả tiền ra cho mình để mà mình xài lúc mà mình bị bệnh. Thì số phone của An rất là dễ nhớ luôn, 408-661-7689, 408-661-7689. Để không mất nhiều thời gian của các bạn, các anh chị, các cô chú, thì An sẽ vô ngay cái chủ đề trong cái video ngày hôm nay, đó chính là điều mà các bạn, các anh chị, các cô chú nên làm mà rất là quan trọng trong những cái tháng cuối năm của năm 2024 này. Thì hiện nay á, đã là tháng 10 của năm 2024 rồi, tức là mình chỉ còn có tháng 10, tháng 11, tháng 12, 3 tháng nữa thôi là mình sẽ kết thúc năm 2024 và bước qua năm 2025. Thì bắt đầu cái khoảng thời gian tháng 10 này, các anh chị, các cô chú mình thường nên ngồi lại để mà review cái tài chính của mình trong năm 2024 là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là về cái bảo hiểm sức khỏe. Thì đầu tiên á, những anh chị, những cô chú nào hoặc là mình có ba mẹ đang có bảo hiểm sức khỏe Medicare thì đây là cái khoảng thời gian mình nên ngồi xuống để mà mình review lại cái bảo hiểm sức khỏe Medicare của mình, coi là ba mẹ của mình hay là cô chú trong thời gian vừa rồi năm 2024 này mình đi khám bệnh, mình đi nhà thương, mình đi bác sĩ có trục trặc gì hay không, có vấn đề gì hay không. Tại vì từ tháng 10 ngày 15 cho tới tháng 12 ngày 7 tây, nó sẽ là cái khoảng thời gian gọi là annual enrollment cho những anh chị, những cô chú nào có bảo hiểm sức khỏe Medicare. Medicare là cái bảo hiểm sức khỏe dành cho những cái người trên 65 tuổi nha. Thì nếu mà cô chú có bảo hiểm sức khỏe Medicare thì đây là cái thời gian mình review lại nếu như mà mình cần có sự thay đổi gì cho năm 2025 thì đây là cái khoảng thời gian để mà mình thay đổi cái bảo hiểm sức khỏe của mình. Mình chọn lựa những cái công ty mà mình cảm thấy thích, mình cảm thấy phù hợp. Tại vì theo An được biết á, thì những cái khu vực khác nhau mỗi một năm nó sẽ có những cái chương trình khác nhau. Có những công ty người ta mới thành lập, người ta sẽ cho nhiều cái quyền lợi hơn để mà thu hút những cái người người ta tham gia vô. Rồi có những cái công ty người ta có lâu đời rồi, người ta có thể là người ta cắt bớt những cái benefit đi vì người ta đã có được một cái lượng thành viên nhất định, vân vân. Thì đây là cái khoảng thời gian mà anh chị cô chú nên gặp một cái chuyên viên bảo hiểm Medicare để mà người ta giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mình so sánh coi là cái chương trình ở khu vực của mình năm tiếp theo này, năm 2025 này, có cái hãng nào mới, có cái hãng nào cho mình nhiều quyền lợi hơn cái hãng cũ hay không. Và nếu mà mình quyết định mình đổi thì mình có từ tháng 10 ngày 15 cho tới tháng 12 ngày 7 tây để mà mình đổi những cái chương trình Medicare Advantage, Medicare Part C hay là Medicare Supplement qua những cái hãng khác. Rồi nếu như mà mình không muốn thay đổi gì hết, mình chỉ muốn giữ nguyên cái chương trình mình đang có thôi thì mình không cần phải làm gì hết. Còn nếu như mà mình muốn thay đổi thì mình cần lựa ra một cái chương trình mới cho năm 2025. Tại vì có thể là ở khu vực của mình có những cái công ty người ta mới thành lập, người ta cho nhiều quyền lợi hơn để thu hút thành viên, thì mình cảm thấy mình muốn tham gia để mà mình nhận những cái quyền lợi đó thì mình cần thay đổi từ tháng 10 ngày 15 cho tới tháng 12 ngày 7 tây. Rồi bên cạnh đó nữa, nếu như mà anh chị cô chú nào đang mua những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe qua giống như là Obamacare đi, thì cái khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 12 cũng là một cái thời điểm nó gọi là annual enrollment để mà mình có thể cập nhật những cái thông tin mới của gia đình của mình, của bản thân của mình, để mà mình có những cái chương trình cho năm 2025. Ví dụ như là năm 24 này mình chuẩn bị được tăng lương,
lương, mình có thêm những cái thu nhập mới, gia đình của mình có thêm thành viên, mình mới lấy vợ, mình mới lấy chồng, hay là mình mới vừa bị cắt cái bảo hiểm Medicaid, Medicaid, bây giờ mình muốn tham gia vô những cái chương trình Obamacare, thì từ tháng 10 tới tháng 12 sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình cập nhật lại những cái chương trình bảo hiểm đối với lại Obamacare, để mà người ta cho mình biết cái giá cụ thể và chính xác nhất mà mình phải trả trong năm 2025. Nếu như mà mình có những cái sự thay đổi về thu nhập mà mình không báo cho bên bảo hiểm biết, điều này rất là nguy hiểm luôn. Tại vì các bạn, các anh chị, các cô chú cứ trả một cái mức tiền rất là thấp, nhưng mà khi mà mình đi khai thuế thì cái income của mình mà cao hơn cái mức mà mình báo cho cái bên Obama biết, Obamacare người ta biết á, thì người ta sẽ đòi lại 12 tháng, rất là nhiều luôn nha. Cái này em chia sẻ rất là nhiều rồi, thành ra rất là quan trọng những anh chị, những cô chú nào có bảo hiểm sức khỏe Obamacare, mình tăng thu nhập lên hay mình có những thêm những cái thu nhập mới, mình cần phải update với lại cái bảo hiểm Obamacare liền. Rồi tháng 10 tới tháng 12 cũng là cái khoảng thời gian mà anh chị cô chú có bảo hiểm Medicaid hoặc là Medicaid, mình cần phải review lại cái bảo hiểm của mình. Thông thường á, sở an sinh xã hội người ta sẽ gửi về cho mình những cái form để mà mình có những cái sự thay đổi gì về gia đình, về thu nhập, thì mình sẽ điền vô cái form đó, mình nộp lên để mà cái người social worker đó, người ta sẽ review cái hồ sơ của mình và người ta cho mình biết là trong năm tiếp theo, năm 2025 này, gia đình mình hay là bản thân của mình có đủ điều kiện để mà nhận cái chương trình Medicaid hoặc là Medicaid hay không. Đó, đó là những cái mà em muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay cho các bạn, các anh chị, các cô chú biết. Để làm chi? Thứ nhất á, là bây giờ chỉ mới đầu tháng 10 thôi, mình có từ đây tới tháng 10 ngày 15 để mình tìm hiểu thêm, hoặc là mình ngồi xuống mình coi lại những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của bản thân của mình, của gia đình của mình, coi là trong năm tiếp theo này mình cần có những cái sự thay đổi gì hay không, mình có muốn mua bảo hiểm trên hãng làm hay không, hay là mình có được Medicaid hay không, Medicaid hay không, nếu mà không được thì mình phải mua bảo hiểm Obamacare rồi mua như thế nào, vân vân. Đó, thì các bạn chỉ còn có một vài ngày nữa thôi, và tới tháng 10 ngày 15 tây là bắt đầu annual enrollment, và mình sẽ có tới tháng 12 ngày 7 tây để mà mình thay đổi, cập nhật những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của bản thân của mình, của gia đình của mình nha. Nếu mà coi tới đây rồi á, thấy thích video của An, nhớ cho An một nút like, share, subscribe kênh channel của An nha. Và đừng quên, số phone của An rất là dễ nhớ luôn, 408-661-7689, 408-661-7689. An chuyên làm thuế, chuyên về những cái chương trình IRA, 401k, rollover để có cái tiền lời ấn định, hoặc là An còn làm thêm những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, có cái living benefit để lỡ như mà mình bị ung thư, mình bị thay thận, mình bị tai biến mạch máu não vân vân, hãng bảo hiểm nó vẫn trả tiền ra cho mình để mà mình xài, hoặc là mướn người chăm sóc cho bản thân của mình, thì số phone của An rất là dễ nhớ luôn, 408-661-7689. Hoặc là anh chị cô chú nào có con nhỏ cần tìm những cái chương trình mà đầu tư để dành tiền cho con á, thì cũng gọi cho An, 408-661-7689, 408-661-7689 nha. Bye bye bye.